Ok, rồi bây giờ mình bắt đầu công việc đi nhé. Chúng ta xem qua một chút. Cái đề cương này có 14 trang. 14 trang thì nói chung là thôi anh em mình nghiên cứu luôn nhé mọi người nhé. Được chưa? Bắt đầu công việc luôn này. Rồi, từ cái câu đầu tiên đúng không? Cái câu này là cái câu bậc 3 đúng không? Câu này là mốt sao nó không có thông báo nhỉ? Không có thông báo roi nhỉ? Nào. Từ câu 1 nha, câu này thì mod 9 thôi, đúng không? Mod 9 hay 3 thôi. Đúng không? Nhập hệ số nhá. 1 này, âm 3 này, âm 9 này và 2 này. Vẫn bằng nhá. Đại là x bằng âm 1, đại x bằng âm 1, tiểu là x bằng 3, đúng chưa? Đại x bằng âm 1, tiểu x bằng 3. Ok, để xem nào. Chờ chút xíu anh em. Dạo gần đây anh bắt đầu mới quay lại livestream của lớp mấy nhỉ? Lớp 10, bọn lớp 10 bắt đầu live lại rồi. Lớp 12 chắc chúng ta cũng này luôn. Đại bao nhiêu ấy nhỉ? Đại là âm đại âm 1 tiểu là bằng 3 nhá mọi người nhá, được chưa? Như vậy nó đi từ âm vô cùng này. Đúng không? Âm vô cùng này, đại là âm 1 này, tiểu là bằng 3 đúng không? Rồi, lên đến dương vô cùng nhá, đúng không? Như vậy là mình xong rồi đấy. Đồng biến trên vùng từ âm vô cùng đến âm 1 nhé. 3 dương vô cùng chọn ý đờ nhé. Anh cho em. Ok. Rồi, câu tiếp theo này. Sao lại cho hàm số AC bằng 2A nhỉ? Ừ, thôi con này thì thôi nhé, mình bỏ đi nhé, câu 2 này nó sai đề thôi nhé, câu này thì nó sai đề thôi. Câu tiếp theo này, cho hàm số y bằng này căn bậc 2 của 2x bình cộng với 1 nhé, mệnh đề nào là mệnh đề đúng đúng không? Các em vào trong menu 8 check cho nhanh nhé, được chưa? Các em vào trong menu 8 này, các em nhập cho anh là căn bậc 2 của 2x bình phương đúng không? Cộng với 1 nhé, mấy câu này dùng Casio cho nhanh các em ơi. Nghịch biến trên vùng từ âm 1 đến 1 check luôn này, vẫn bằng nhá. Tắt G đi đã nhá. Ok, bằng nhá. Bắt đầu âm 1 này, đúng không? Kết thúc bằng một bước nhảy là 0,1 nhá, check nhanh này. Thì con này nó giảm dần này. Giảm dần xong lại tăng dần đúng không? Vừa giảm vừa tăng nhá. Như vậy là ý A không đúng rồi. Ý A không đúng này, ý C xem nào. Đồng biến trên khoảng từ âm vô cùng đến 0 nhá, được chưa? Bấm bằng này. Bắt đầu âm 10 kết thúc bằng 0 nhá. Bước nhảy là 0,25 hoặc là 0,5 đi cho nó nhanh nhá. Bấm bằng này. Rồi, nó giảm đúng không? Nó giảm như vậy là nghịch ý C sai này, đúng không? Ý C sai nhá. Đồng biến trên khoảng từ 0 đến dương vô cùng bấm bằng này. 0 này đến 10 nhá, bước nhảy là 0,5 này. Bấm bằng xem có tăng không? Tăng ngặt luôn, đúng không? Đúng không? Tăng luôn nhá, tăng ngặt như vậy là đồng biến rồi các em ạ. Chọn ý B nhá. Được chưa? Dùng thay bồ check cho nhanh. Câu 4 này. Con này đồng biến là trên khoảng từ đây là âm 2 đến 3 rồi, đúng không? Nhá, âm 2 đến 3 thôi. Nhìn tạm tạm thôi bởi vì là cái đề cương đẻo thế bình an. Ai làm đấy? Em không biết, thấy cô gửi luôn thì em gửi đẩy sang cho anh luôn không? Ok, câu 5 này. Cho hàm số f(x) có đồ thị như hình vẽ bên này. Hàm này đồng biến trên khoảng nào thì nó đồng biến trên hai khoảng. Một là từ âm 1 đến 0 này và hai là từ 1 đến dương vô cùng nhá. Đi đâu? Rồi, ok, âm 1 đến 0, đúng không? Rồi. Cho hàm f(x) có bảng xét dấu của f phẩy như sau, hàm con này là nghịch biến trên khoảng nào đúng không? Rồi con này thì con này mình đạo hàm qua một chút ấy thì nó chính là bằng gì? Nó bằng là -2 nhân với f phẩy đúng không? Tác động vào 3 trừ cho 2x đúng không? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ viết lại cái hàm bên trên một chút xíu nhá. Mình viết lại hàm f phẩy ở mình thế vào rồi mình check table cho nhanh. Được chưa mọi người nhá? Mình check table nó nhanh hơn. Nào cái hàm f phẩy x ấy thì con này nó chính là bằng gì? À, nó chính là bằng x cộng 3 này, đúng không? Đấy. X1 Nhân với x cộng 1 này, nhân với x trừ x 1 1, đúng không? Khoang cuối thì nó là khoang dương này, đúng không? Như vậy là chúng ta không cần thêm dấu trừ vào đây luôn. Đổi hết dấu chưa? Ok, đổi hết rồi. dấu nha, nghiệm bội lẻ hết rồi, ăn rồi. Như vậy là mình có luôn này. À, bây giờ mình có luôn con y phẩy này thì đúng bằng là âm 2 này đúng không? Cứ chỗ nào có x thì đổi cho anh thành là 3 trừ 2x vào nhá. 3 trừ cho 2x cộng 3 này, đúng không? 3 trừ cho 2x cộng 1 này. Cuối cùng là 3 trừ 2x trừ 1 này, đúng không? Nhập cho anh cái hàm này vào sau đó mình vào menu 8 check xem con nào nó âm hết thì ăn luôn. Nha.
âm 2 này, con đầu tiên này 3 trừ cho 2x này cộng với 3 này nha. Con thứ hai này 3 trừ cho 2x này cộng với 1 này, đúng không? Con tiếp theo là 3 trừ cho 2x này trừ 1 này, đúng chưa? Rồi, bây giờ mình bắt đầu mình check nha. Check những khoảng bé trước cho nó dễ các em ạ. Nào, check từ IB luôn này, từ âm 2 sang 1 nha, bấm bằng này. Bắt đầu âm 2 kết thúc bằng 1 bước nhảy là 0,25 đi. Bấm bằng này. Xuân Phạm ạ. À. Ok. Rồi nó hỏi là nghịch biến các em nhé. Các em check cho anh ý B này xem là nó có âm hết không này. Hello em. Âm hết không? Âm hết đúng không? Âm hết nha, âm hết đúng chưa? Âm hết như vậy chốt B luôn các em ạ. À. Âm hết chốt B luôn. Được chưa? Chốt B luôn. Đúng không? Âm hết mà. Âm hết thì chốt B luôn. Âm hết là nghịch biến rồi, đúng không? Đạo hàm âm, đúng không? Chốt B luôn nhá. Uy tín chưa? Ý B. Câu tiếp theo này, đường cong này có bao nhiêu tiệm cận nhá? Thì con này bậc tử biến bậc mẫu chắc chắn luôn có tiệm cận ngang y bằng 0 nhá. Tiệm cận ngang y bằng 0. Con này mẫu có hai nghiệm là 3 và âm 3 và hai nghiệm đấy không bị trùng với tử, như vậy không bị nuốt nhá. Như vậy là có hai ngang luôn, đó là x bằng 3 và x bằng âm 3, tổng là 3 tiệm cận em nhá. Được chưa? X bằng 3 này, x bằng âm 3 này, hai con này là tiệm cận đứng này. Được chưa? Còn con đầu tiên là tiệm cận ngang nhá. Được chưa? Bậc tử biến bậc mẫu chỉ có một ngang y bằng 0 thôi nha. Con này có hai đứng luôn. Rồi, xong câu 7 nha. Bên sang câu 8 này. Hàm số y bằng fx à, có cái đồ thị f phẩy như hình vẽ bên. Ok rồi, tranh thủ viết luôn f phẩy luôn này. F phẩy x nó chính là bằng gì? Nó chính là bằng x cộng 1 này, đúng không? Nhân với x trừ 1 này, nhân với x trừ 4 nhá. Con này đuôi cao đúng không? Đuôi cao là hệ số nó dương rồi, đúng chưa? Ăn rồi nhá. Đấy, thế bây giờ mình tạo hàm cái con y này một chút này. Thì mình có y nó bằng là f tác động vào 2 trừ x, đúng không? Như vậy mình có y phẩy bằng là trừ 1 nhân với lại f phẩy tác động vào 2 trừ x, đúng không? Vậy con này bằng này, dấu trừ này mình giữ nguyên nhé. Trừ 1 thì viết thành trừ thôi. Cứ chỗ nào có x mình đổi thành 2 trừ x nha mọi người. 2 trừ x cộng 1 này, một thằng này, 2 trừ x trừ 1 này, và cuối cùng là 2 trừ x trừ 4 này, đúng không? Và bây giờ mình sẽ check đồng biến nhé. Đồng biến đạo hàm nó phải dương đúng không? Rồi mình vào trong menu 8 mình nhập hàm này. Trừ mở ngoặc nha. Con đầu tiên là 2 trừ x cộng 1 này, đúng chưa? Con tiếp theo này, 2 trừ x trừ 1, đúng không? Con cuối cùng này, 2 trừ x trừ 4, đúng không? Mình check nhé. IC, IC. IC à, ok, bấm bằng này. Bắt đầu âm 2, kết thúc bằng 1 bước nhảy 0,25. Ok, check luôn. Dương hết không? Ok, dương hết nha mọi người, quá đẹp luôn nha. Dương hết rồi, chốt C luôn. Được chưa? Câu 8 xong. Sang câu 9 luôn này. Cho cái hàm như thế này, đúng không? Giá trị của M để con này đồng biến trên R à? Đồng biến trên R đúng không? Rồi, câu này nếu mà kem muốn nó đồng biến trên R, cái này kem thử đáp cho nhanh nha, bởi vì là nó chỉ có M bằng âm 1 với 1 thôi, kem ngồi kem thử có khi nhanh hơn đấy nhá, đỡ phải ngồi đạo hàm. Hoặc đứa nào thích thì đạo hàm được, hay ngồi đạo hàm cho nó uy tín nhỉ. Thôi đạo hàm nhá. Thì mình có cái y phẩy nó bằng là 3x bình phương này trừ cho 6x này cộng với 3m này, đúng không? Thì để cho đồng biến trên R thì đạo hàm này là phải lớn hơn hoặc bằng 0. Đúng chưa? Như vậy là 3m nó phải lớn hơn hoặc bằng trừ 3x bình, đúng không? Cộng với 6x. Như vậy là M này phải lớn hơn bằng giá trị lớn nhất luôn, đúng chưa? Của khối lượng là trừ 3x bình cộng 6x nha, tất cả chia cho 3. Ok không? Đấy, bây giờ mình vào menu 8 hoặc kem vào mod 912 để kem check cái giá trị lớn nhất luôn là sao nhá. Thì anh vào mod 9 anh check cho nhanh. Mod 922 này, anh nhập hệ số nha. Trừ 3 chia 3 là bằng trừ 1 này, đúng không? 6 chia 3 bằng 2 nhá, không có tự do nhập là 0. Tìm lớn nhất nha, lớn nhất là bằng 1 kem ạ. Như vậy là M lớn bằng 1. Ok chưa? M lớn bằng 1 cho anh ý C. Ok chưa? Có đúng không? Chuẩn. Hàm đồng biến thì đạo hàm là phải lớn bằng 0, đúng không? Đấy, cô lập thôi, con này cô lập thôi, chơi luôn, đúng không? Uy tín ngay nhá. Câu 9 xong. Sang câu 10 này. Cho cái hàm này nghịch biến trên khoảng từ âm vô cùng đến âm 1 rồi, con này cô lập luôn nhá. Con này cô lập luôn cho nó uy tín luôn này. Nào, y phải con này bằng luôn này. Trừ 3x bình phương này, 6212 trừ 12x này, đúng không? Cộng 4m này trừ 9 nhá. Thì con này nghịch biến là phải nhỏ bằng 0. Đúng chưa? Như vậy là M này là hệ số dương này, ở bên nhỏ hơn, như vậy là M luôn này, nhỏ hơn hoặc bằng giá trị nhỏ nhất luôn này, đúng không? Chuyển vế đổi dấu cho anh nhá. Nào, 3x bình phương này cộng 12x này, đúng không? Cộng 9 này, tất cả chia cho 4. Và nhớ là chỉ cần tìm giá trị gì thôi. Giá trị nhỏ nhất nhưng mà trên cái vùng từ âm vô cùng cho đến đến âm 1 thôi, hiểu chưa? Mình vào menu 8 check con này cho nhanh nhá. Menu 8 này. Phân số cái cho uy tín nha. 3x bình phương này trừ cho 12x này cộng với 9 này, được chưa? Tất cả chia cho 4 nha. Bấm bằng này. Anh tin đi. Cho anh tí xem nào.
Hình em không biết làm PP là cái gì. PowerPoint à? Bằng nhá. Ok, bắt đầu cho anh này, bắt đầu là âm 10 nha, kết thúc là bằng âm 1 nhá. Bước nhảy để cho anh là 0,5 nhá. Để to to tí check cho nhanh các em ạ. Bằng nha. Rồi, tìm giá trị nhỏ nhất luôn này. Các em xem nó đang giảm dần này. Giảm dần nha. Xem con nhỏ Nhỏ nhất. hơn 6 6, ok, 6 là con nhỏ nhất luôn đúng không? 6 thì lại không có đáp ở nhưng đây không à? có đáp. 6 không có đáp à em? Để anh Vâng. check lại đạo hàm anh xem anh tính xem nhá. Trừ 3x bình trừ 12x này. Cộng 4m trừ 9 này, nghịch biến là nó phải nhỏ bằng 0 đúng không? Ok, rồi như vậy là 4m sẽ nhỏ hơn cái đống của nợ kia. Chuyển về anh đổi dấu đúng chưa? 3x bình cộng 12. À Cộng đây. 12x mà ảnh. Ôi, đây là cộng 12x. Ok, cộng 12x nha. Cái này phải là cộng cộng 9 đúng không? Ok, được rồi. Cộng 12x cộng 9. Ok, rồi thế là cộng 12x nha mọi người. Cộng 12x. Rồi, bằng luôn. Giá trị nhỏ nhất là Bằng âm 0,75, được chưa? 0,75, Ok, âm 0,75 nha. Như vậy là m ok. sẽ nhỏ IC. hơn là bằng âm 0,75, 3 phần 4 đúng không? Âm 3 phần 4. C. IC. Ok. Mọi người Số xem qua cái này nhé. 13 Cái này bấm đi, tự bấm hộ anh tí nhé. IA. Ok. IA. Câu tiếp nào. AB cháy dấu đúng không? Anh đang bận 3 dép mấy cục cực nhé. trị. AB cháy dấu ba cực trị nha. Rồi. Câu 15 giải hệ giúp anh cái nhỉ. Ok, chờ tí. Ok rồi, cái câu này thì đưa về hệ nha các em. Câu này Khánh Hòa năm nào chả gặp nhá. Câu 15 này. Cái câu 15 này các em ạ nhá. Khánh Hòa năm nào cũng gặp, các em cố gắng giải nhanh cái con này luôn nhé. Anh viết sang đây luôn này. Mới đi. Cái câu này thì siêu siêu phẩm kinh điển rồi các em nhá, được chưa? Đầu tiên thì mình có là F0 đúng không? F0 này thì nó bằng 2 đúng không? F0 bằng 2 như vậy là mình có D bằng 2 luôn đúng không? Anh viết ra đây là D bằng 2 luôn nhá. Được chưa? F2 bằng âm 2 này, F2 nó bằng âm 2 nhá. Từ đấy thì mình sẽ suy ra luôn này. Đó là 8A cộng 4B này cộng 2C này cộng với D nhá, thì cái này nó bằng âm 2 này. Đúng chưa? Đó, tiếp tục đây nó là cực trị nên là đạo hàm nó lại bằng 0 các bạn nhá. Mình tính luôn cái con y phẩy này, nó chính là bằng 3AX bình phương này cộng với 2BX này cộng với C nhá, đúng không? Thì mình có cái y phẩy tại 0 nó phải bằng 0. Đúng chưa? Như vậy từ đấy mình sẽ suy ra là C phải bằng 0 các bạn. C phải bằng 0 nhá. Y phẩy tại 2 nó cũng phải bằng 0 các bạn nhá. Đúng không? Như vậy là mình có luôn này. 2 bình là 4, 3 nhân 4 là 12A, đúng chưa? Cộng với 2 nhân 2 bằng 4, như vậy là cộng 4B cộng C nhá. Cái này cũng bằng 0. Rồi, mình vào mod 914 để đưa cái con này về hệ thôi nhá. Menu 914 này, nhập hệ luôn nhá. 0 0 0 này. D bằng 1 này, kịch bằng 2 này. 8 4 2 1. Kịch là âm 2, đúng không? 0 0 1 0 2 con 0, con cuối cùng là 12 4 1 2 con 0 bằng nhá. Hệ số này 1 âm 3 0 2 nhá, được chưa? 1 âm 3 0 2, được chưa? Rồi, mình vào mod 922 check lại luôn này. Mod 923 nhá, mod 923 check luôn này. 1 này âm 3 này 0 này 2 bằng nhá. Check đại luôn này. Đại là 0 2, được chưa? Tiểu 2 âm 2 rồi, chuẩn đét rồi. Bây giờ menu 1 bấm luôn này. X xì mũ 3 này đúng không? X mũ 3 này trừ cho 3 lần x bình phương này. Đúng chưa? Đó, rồi. Cộng 0x thì bỏ luôn, cộng 2 luôn nhá. Và mình sẽ can tại âm 2 luôn này. Can tại âm 2. Rồi nó bằng âm 18 các em ạ nhá. Âm 2 nó ra bằng âm 18, vậy các em chốt cho anh ý cuối. Đó, như vậy là xong câu 15 nhá. Được chưa? Cực trị thì nó phải làm cho đạo hàm bằng 0. Sao đấy em hỏi đi. Các em cứ hỏi thoải mái mà. Không không có gì đâu. Ok. Mình sang câu 16 nhá.
Con này đặt cực tiểu tại x nó bằng âm 1 nhá, đúng không? Cực tiểu tại x bằng âm 1, đúng chưa? Đấy. Câu 17 này. Số điểm cực trị thì con này có 3 nghiệm lẻ nhá, chốt cho anh là 3 luôn, được chưa? Số điểm cực trị nhá. Năm ngoái thì Lương Ngọc Quyến nó cho cái câu nhánh loại hỏi số điểm cực tiểu các em ạ. Đấy, thế là ngồi khoanh khoanh để ngáo ngáo nào khoanh luôn. Thế chết. Được chưa? Đấy, nếu mà nó hỏi cực đại cực tiểu thì các em nhớ là phải làm cái quả lên lên xuống xuống bạn nhá. sẽ giấu rồi. Ừ, không không cần đâu, con này thì lập mình trục ngang, lập trục ngang. ừ, đúng rồi, làm cái trục ngang này ra luôn. Đấy, nó có 3 điểm nhá. Khoang cuối là khoang gì đây? Khoang cuối Âm là khoang dương. 201. Ừ, khoang cuối là khoang dương đúng không? Đấy. Đúng chưa? Như vậy là xuống này, lên này, xuống này lên, đúng chưa? Như vậy là một đại hay tiểu nhá. Đấy, cẩn thận nhá, đọc kỹ đấy. Nó toàn hỏi mấy kiểu vớ va vẩn đấy, xong sai gọi là sai ngu đấy nhá, được chưa? Okay. Ừ. Câu tiếp theo này. Đây là bảng biến thiên của F phẩy nhá mọi người. Đây là bảng biến thiên của F phẩy này. Rồi, số điểm cực trị của con này nhá. Thế thì con này mình sẽ viết lại cho anh này. Thì mình đạo hàm ra y phẩy của con này nó bằng là gì? Nó bằng là 2x trừ 2 đúng không? Nhân với F phẩy này tác động vào x bình phương trừ cho 2x nhá. Rồi con này viết sang kia đi, chỗ này chắc chặt rồi. Rồi, ôm mấy cái thằng chuyên lý mày cho làm mấy câu kiểu này nhỉ? Lẽ ra phải làm cho mấy câu nó loằng ngoằng hơn chứ. Rồi. Cả khối mà Ok. đây là cả khối mà Thì mình có em y nó phẩy sẽ bằng 0 này, đúng không? Thì tương đương là gì? Tương đương là 2x trừ 2 bằng 0 đúng không? Hoặc là f phẩy này tác động vào x bình trừ 2x này, đúng không? Cái này bằng 0. Chuẩn chưa? Như vậy là ở cái dòng bên trên ấy, ở cái dòng bên trên thì nhận ra ngay là x nó phải bằng mấy? X nó phải bằng 1. Đúng chưa? X nó phải bằng 1 nha. Kịp không? có. Ừ, còn bên dưới nhá, bên dưới này, trước khi giải con f phải tác động vào con này bằng 0 ấy thì mình phải giải được cái con f phải x bằng 0 đã nha. Thế thì đối với cái con f phải x bằng 0 ấy, em vẽ cho anh cái đường cắt ngang qua số 0 ấy nha. Thì số 0 là cao hơn âm 1 nhưng thấp hơn 2 các em ạ. Được chưa? Đấy, thôi anh vẽ bằng cái anh vẽ bằng tay nhá, cho nhanh nhá, được chưa? Đấy, nó sẽ đi như này này. Anh nghĩ là các em hiểu được đúng không? Cái đường có cao độ bằng 0 nó đi như này nha. Thì nó sẽ cắt cho mình vào này, đây là điểm đầu tiên này, đây điểm số 2 này, đây điểm số 3 và đây điểm số 4 đúng không? Kem gióng giả lên đây cho anh này. Em lấy cho anh âm 2 nha. Đóng giả lên, em đánh cho anh 0,5. Đúng không? Gióng giả lên đây là 0,5 này. Gióng giả lên đây em lấy cho anh là số 2, được chưa? Đấy. Thì bây giờ em bắt đầu em viết tiếp này. Kem tương đương là gì? Tương đương là x bình trừ cho 2x nhá. Nó bằng một trong những cái giá trị này, đầu tiên là âm 2 này, âm 0,5 này, 0,5 này và cuối cùng là 2 này, được chưa? Rồi, bây giờ kem vẽ cho anh cái con x bình trừ 2x này ra bằng mod 922 cho nhanh nhá. Nhìn máy tính của anh nha. Mod 922 được chưa? Nhập hệ số này, 1 âm 2 này bằng luôn này. Được chưa? Rồi. Nó có này, giá trị nhỏ nhất là x bằng 1 nha. Y nó bằng âm 1, anh chỉ quan tâm con y thôi. Anh chỉ quan tâm con y là bằng âm 1 nha. Như vậy là con này này, hệ số cao nhất là hệ số bình, đúng không? Hệ số dương đuôi cao nhá, đuôi cao vậy nó đi xuống này, đi lên này, đúng chưa? Như vậy cái điểm thấp nhất của nó chính là âm 1. Có đúng không? Đây, điểm thấp nhất chính là âm 1 nha. Bây giờ em mà dùng các cái đường cắt ngang này, ví dụ em dùng âm 2 em cắt này, không được đúng không? Âm 2 cắt không được này, âm 0,5 là được luôn này, đúng chưa? Hai nháy này đúng không? 0,5 tiếp tục là hai nháy đúng không? 2 tiếp tục là hai nháy đúng chưa? Như vậy là đúng không? Chuẩn chưa? Âm 0,5 vào đây nhá, 0,5 vào đây nhá, 2 vào đây, đúng chưa? Chuẩn chưa? Như vậy là đống đống cái đống này là có được mấy rồi? Đấy được 6 đúng không? Đúng hay được 6 nhá. Con này được 0 này, con trên này được 1 này nhá, tổng là bằng 7 cực trị. Có đúng không? Chuẩn không? Sao em tính số 5 nhỉ? Mèo. À Đúng rồi. 6 chứ. À đâu 5 chứ. Mèo. Đúng không? Đây mày nhìn mấy cái đường cắt, anh lấy đường cắt đúng chưa? Uy tín chưa? Đấy, nhưng mà tại sao lại có điểm trừ 1 ở kia? Điểm trừ 1 chính là đáy đáy của con parabol x bình trừ 2x kia. Đây này, vào mod 922 check cho nhanh, đúng không? 1 âm 20, chuẩn chưa? Bấm kinh. Ừ. Đáy âm 1 đúng không? Vâng. Con này đuôi cao bởi vì hệ số cao nhất dương mà, đúng chưa? Vâng. Ừ, uy tín chưa? À, nghĩa là dùng nghiệm giả chứ không phải là giải theo điều kiện chuẩn à? Cái này mày lấy những cái nghiệm điểm, anh lấy màu xanh này này, lấy cho nhanh chứ bây giờ mày đặt ABCD làm gì cho nó mất thời gian ra, đúng không? Đúng chưa? Uy tín thế cơ mà. Ok. Hey. Rồi tiếp nhá. Ừ. Trời ơi nhiều tin nhắn quá anh em ạ. Ừ. Người bận rộn. Mấy cái tin nhắn sao lại bị thế này nhỉ?
Mày, alo, Dạ. cô sửa lại đề đấy, sửa lại mấy cái câu này đáng hay trời ơi. Cái câu 19 này, thế này thì ai mà làm được nhá. Câu này là ghép trục nhá, được chưa? Mùi này là Vâng. mùi ghép trục rồi nha, con này là ghép trục luôn, chắc chắn luôn nha. Nhưng mà có cái đề ngon thì làm nó được nhá. Rồi câu này để bữa sau đợi thằng Bình An lấy lại đây nha. Lâu lắm rồi không làm các chủ quyền hết. Ok thôi rồi. Cái câu 20 này cũng lỗi đề này, cái này lỗi nhiều thế Bình An nhỉ? Lỗi nhiều thế. Tìm giá trị của V để V có 2 điểm với chị. Không có cực đại. Làm đạo hàm à? Ơ, cái này ngôi từ mờ đâu. Cái này ngồi thử mò được. Chờ anh chút, con này làm tư duy đi em ơi, con này để tay luôn đi. Đuôi hệ số của A âm AB trái dấu AB cùng dấu nhầm. Nào ok, con này là nó cho mình một con bậc 4 nhé các em nhé, bậc 4 theo kiểu mô hình trùng phương ấy mà nhá. Rồi, thế thì nó hỏi các em này. Tìm m đúng không? Để cho con này nó không cực đại nhá. Nhưng mà hệ số cao nhất vẫn đang chứa m này, các em làm riêng cho anh trường hợp đấy ra. Nhá, đầu tiên là nếu mà m bằng 1 trước ấy, đúng không? Thì ngay lập tức là cái con y của mình nó trở thành như sau này. Nếu mà m bằng 1 thì nó mất bậc 4 nhá. 1 trừ cho 3 là bằng -2, -2 nhân -2 là bằng -4, như vậy đó là bằng 4x bình cộng 1 đúng không? 4x bình cộng 1 nó đi như thế này. Có cực Như vậy là nó không có cực đại đúng không? Trường hợp này thỏa mãn chưa? Thỏa mãn nha. Như vậy m bằng 1 thỏa mãn rồi. M bằng 1 mà thỏa mãn thì gạch luôn ý đời đi nhá. Được chưa? Rồi. Được chưa? Rồi bây giờ mình sang cái trường hợp tiếp theo này. À, đó là nếu mà m mà khác 1 nha. Nếu m mà khác 1 thì con này là bậc 4 trùng phương xịn luôn. Và để cho nó không có cực đại ấy, nhá, để cho nó không có cực đại nhá, thì bây giờ nó sẽ phải đi như này này em này. Chỉ A có dương B nhọn không? chỉ có cái trường hợp như thế này là không có cực đại thôi. À nhầm, sorry, chỉ có trường Nhầm hợp như chứ, thế này. A dương mà. Đấy, chỉ có trường hợp như thế này là không có cực đại, đúng không? Được chưa? Đấy, còn trong những trường hợp còn lại là đều có cực đại hết nhá. Ví dụ trường hợp này là có đại này, đúng không? Chuẩn chưa? Hay là như thế này cũng có đại này, hay là như thế này cũng có đại nhá. Những trường hợp này là đều không lấy được. Đều không lấy được, đúng không? Vậy là chỉ có cái trường hợp đầu tiên là thỏa mãn thôi. Trường hợp này thì A phải lớn hơn 0. A dương B dương. B cũng phải lớn hơn hoặc bằng lớn hoặc bằng 0, đúng chưa? Quen không? Vâng. A lớn hơn 0 nghĩa là gì? Trừ Tức là một m trừ lớn 1 lớn hơn 0 này. hơn Trừ trừ 2 hai trừ mà trừ 3 bảy cũng bằng lớn 0, hơn đúng chưa? không Rồi như vậy là m lớn hơn 1, đúng không? Và m phải nhỏ hơn mấy? ba Nhỏ muốn hơn là bằng ba bằng 3, đúng chưa? Ok, như vậy là mình kẹp vào luôn là nhé. ý a Kẹp luôn cả cái con này vào nữa này. Chuẩn chưa? ý a Như vậy như này là 1 nhỏ hơn m nhỏ hơn bằng 3, đúng không? Đấy. A luôn. Hợp lý chưa? rồi. Đấy, làm tư duy nhanh thử làm đi. Đúng không? Tiếp nhé. Ok. Câu 22. 7 cực trị. Ok, 7 cực trị đúng không? Rồi. 7 cực Wow. trị nha. Tám Rồi. mấy cô đại bốn mấy cô hình nhỉ? Ôi, cái đề chuyên thì cũng dễ thôi mà, em cứ nghĩ nó đơn giản thì em cứ thấy nó đơn giản thôi. Nhá, được chưa? Rồi, thế thì cái con này của mình ấy, ok, rồi xem cái câu 2 nhé mọi người nhé. Nó yêu cầu mình con này có 7 điểm cực trị đúng không? Thì thực chất cái con này nó sẽ đưa về là như thế này này. Là
nó đi từ cái hàm gốc đi mọi người ạ. Nha, nó đi từ cái hàm gốc, đây là chữ đối loại 1 đúng không? Chữ đối Vâng. loại 1 là nó đưa về cái hàm gốc, nó là cái con này này, nó là con 3 3x mũ 4 này, trừ cho 4x mũ 3 nhá, trừ cho 12x bình nhá, và nó cho giao với cái con trừ m nhá. Mọi người hình dung không? Đúng không? Thì cái con này này, cái con này để mình xem nó có bao nhiêu cực trị trước đi mọi người. Cái con đầu tiên này có bao nhiêu cực trị nhỉ? Mình dùng mod 8 mình check cực trị cho nhanh nhá, được không? Mình vào menu 8 này, kem nhập cho anh là 3 lần x xì mũ 4 này. Trừ cho 4 lần x xì mũ 3 này, đúng không? Đấy, trừ cho 12 lần x bình phương. ba cực trị 3 cực trị ạ. Bắt đầu không trừ 5 kết thúc bằng 5 nhé. Bước nhảy là 0,25 có được không? bốn chín hai bốn nghe không nào 1924 là răng nghiệm mà em. à ừ Đúng không? Con này đi xuống này, con này đi xuống bắt đáy tại tại âm 5 này. Đúng chưa? Tại âm 1 nó ra bằng âm 5, đúng không? Đấy nhá. Con này nó đi từ trên trời, nó đi từ dương vô cùng này, đúng không? Đi xuống âm 5 đúng chưa? Dương vô cùng này đi xuống âm 5 nhá, kịp không? Đúng chưa? Có Sau đó nó tăng lên mấy đây? Nó tăng lên 0 nhá. Không, nó tăng lên 0 này. Không, nó tăng lên 0 nhá. Rồi, sau con 0 nó lại tụt này. Tụt được bao nhiêu đây? tôi về âm ba hai Tụt về âm 32 nhá. Đúng chưa? Đủ rồi đấy, sau đó lại lên tăng dương lên. vô cùng Rồi, tăng lên dương vô cùng, đúng chưa? ba cực Đấy. trị Thế thì bây giờ con này hiện tại đang có 3 cực trị đúng không? Mà em cần lên 7. Vậy là đường cắt ngang là đường trừ m phải cắt vào 4 nhá. Đúng chưa? Vậy cái Vâng, đường trừ thì m là phải cắt cắt từ vào 4. trừ từ 0 đến 9 năm. Đúng không? Như vậy là mình có là trừ 5 nhỏ hơn Nhỏ hơn hoặc bằng trừ m à đúng. nhỏ nhặt thôi. Nha, nhỏ hơn nhỏ hơn. Đó. Đúng chưa? Như vậy mình có Là không nhỏ hơn m là hơn 5. có từ 1 đến 4 là có 4. 4 quan ý đờ, được chưa? Đấy nha. Cái số lượng cực trị của con này nó chính là bằng cái đường cắt ngang. Cái này mọi người lộn lên nhé mọi người nhé. Được chưa? Đấy, lộn lên này thôi nhé. Lộn lên này, đúng không? Đấy, lộn lên này, đủ 7 không nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Đấy, thực chất số 0 này là đường một cực trị đấy nha mọi người nhé. Đấy, được chưa? Ok. Đấy, ok, đủ 7 không? Có. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, đủ đúng không? Đấy, nha. Bình thường mọi người làm trong chuyển đổi loại 1 thì nó là cái đường cắt ngang là trục OX đúng không? Nhưng mà trên thực tế thì đối với cái bài tham số thì đường cắt ngang phải đường trừ m nhé mọi người nhé. Được chưa? Vâng. Tiếp. Vậy con này nó là 4 nha. Rồi, chúng ta xem câu tiếp luôn này. Vuông Ok, chúng góc bạn ok đây nhá. Cái câu này thì có một cái cách chờ anh chút. anh như là phải chung này không không góc được thì tiêu số bằng âm 1 được, nên em vào thử trong menu 2 cho anh nhé. Menu 2 này, em nhập cho anh là x mũ 3 này, x mũ 3 chờ chút, lỗi cơ x mũ 3 này trừ cho 3 lần x bình phương này cộng với 1 rồi trừ đi này. Dưới mẫu là 18 nhân với 1 trên tử là trên tử là để hai cái ngoặc nha. Cái ngoặc đầu tiên là nhập đạo hàm cấp 1 vào là 3x bình phương này trừ cho 6x này. Rồi, cái con thứ hai thì em nhập đạo hàm cấp 2 vào, đạo hàm cấp 2 là bằng 6x này trừ 6 này. Được chưa? 6x trừ 6 sau đó em can tại y cho anh nhé. Can tại y. Y là con e này này, bấm bằng nhé. Rồi, nó bằng là 1 trừ 2y nhé. Như vậy là đường thẳng quay cực trị của con này là y bằng là 1 trừ 2x. Ủa Đúng không? 1 trừ cho 2x nhé. Thế anh mà cái dạng là lấy là 18 chờ anh chút để anh tí anh check lại xem có đúng không nhé. Được chưa? Như vậy hệ số góc con này là bằng âm 2. Hệ số góc con này bằng âm 2 nhé. Đây, cho em xem cái công thức nhé. Đây, anh viết lại nó là F này. Đây nhé, phần đầu tiên nó là F này, F trừ đi F phẩy nhân F 2 phẩy chia cho 18 lần A. Được chưa? Nhưng mà tại sao lại là 18? Đấy, nên là F này trừ cho F phẩy này nhân với F 2 phẩy này chia cho 18 lần A nhé. Đúng không? Sau đó em can can tại x bằng y nhé, x bằng y. Đấy, thì nó sẽ ra được là 1 trừ cho 2 lần y, tức là 1 trừ cho 2 lần x. Đấy, 1 trừ cho 2 lần x. Được chưa? Em đã học số phúc rồi mà sao cái này không hiểu nhỉ? Được công 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 thức gì ấy chưa? Như vậy
vậy là 1 trừ cho 2x nha anh em nhé. Như vậy hệ số góc ở trong đường thẳng quay cực trị là Trừ 2. 2. Ok, rồi bây giờ mình sẽ nhân nhân hai hệ số góc vào nó bằng âm 1 thì hai con này vuông góc với nhau. Vậy mình có là âm 2 này nhân với 2m trừ cho 1, cái này bằng trừ 1. Trừ 1. Ok, rồi cái này bấm đi cho m mấy hộ anh phát. Tranh thủ để anh sẽ giải hai hai điểm cực trị ở con này luôn nhá, xem có ăn không này. Mod 922 này, à nhầm. Mod Mà 3 phần 4. có ý B đúng không? Vâng. Ok, để anh viết thử xem nào. 1 này trừ 3 này 0 1 này bằng nha. Đại chưa nha? Đại là x bằng 0 này, y bằng 1 đúng chưa? Ui sợ uy tín luôn, x bằng 0 y bằng 1 quá uy tín nhá. Tiểu này, x bằng 2 y bằng âm 3, uy tín chưa? X bằng 0 y bằng 1 đúng chưa? X bằng 0 y bằng 1 là y uy tín rồi đúng không? X bằng 2 y bằng âm 3 thay vào xem đúng không em? Quá chính xác luôn, không thể sai được. Nhưng mà cái công thức F trừ F phẩy nhân F 2 phẩy trên 18A đấy là công thức gì? Ừ, đây là công thức của đường thẳng đi qua hai điểm cực trị nhá. Đường thẳng thì có hai điểm cực trị. Đúng rồi, viết phương trình đường thẳng qua điểm cực trị. Ok chưa? Cái gì đã viết lại đã. Ừ, rồi, cần gì viết F trừ đi F phẩy nhân F 2 phẩy chia cho 18A nhá. Được chưa? Sao mà nhớ được. Rồi lên về tua lại video đi nhá. Được chưa? Ok. Ok. Ý B nhá. Rồi câu tiếp theo này, ui chà chà, cái gì đấy nào, câu tiếp theo này, tìm m để cho con này đúng không, có 3 điểm cực trị tạo thành một tam giác có diện tích nhỏ hơn một đúng không, s mà nhỏ hơn một thì cái này tương đương là s bình cũng nhỏ hơn một luôn đúng chưa? Đấy, s bình nó bằng cái gì mọi người? Cái gì nhỉ? B mũ 3 trừ 8A. Đâu trừ b mũ 5 trên cho 32a mũ 3 chứ. Chết nhớ nhầm. Đúng không? Nào trừ nhá, b mũ 5 là cái gì? Trừ 2m tất cả mũ 5 đúng không? Trên cho 32 nhân a mũ 3 là 1 mũ 3, đúng chưa? Nhỏ hơn 1, đúng À, chưa? cái em vừa đọc là góc Là à? cốt, là cốt. Được chưa? Ok. 1 nhân 32 là 32 đúng không? Trừ với trừ thành cộng, 2 mũ 5 bằng 32, như vậy là m sẽ nhỏ hơn 1 đúng không? Được chưa? Mời nhận một đáp án này B nhá. Và hai em mười ba Đúng rồi, 2 mũ 5 bằng 32, 32 với 32 triệt tiêu, đúng không? Hai số trừ triệt, đúng không? Như vậy là m nhỏ hơn 1, được chưa? ok Ừ, m mũ 5 nhỏ hơn 1 thì m nhỏ hơn 1 nhé, đáp án này B. Rồi, tiếp nhá. Nhỏ đi rồi, ơi lớp 12 rồi. Nào, giá trị lớn nhất, ok, nào, mốt 8 đi em, quá ngon. thích thích luôn mà Thì có ai dùng công thức đâu. có anh vừa dùng công thức trừ b mũ 5 chia 32 a mũ 3 đây. Bắt đầu là âm 3 này, kết thúc bằng 3 nhá. Đôi rộng con này bằng 6 thì để là 0,25 cho đẹp nhá. Bằng luôn này. Giá trị lớn nhất nha. Lớn nhất. Ui càng ngày càng tăng luôn công ạ. 20. 44 này. 20 luôn à? Vâng. Ok, đoạn sau tăng à? Ok, kịch 20 nhá. 20. Rồi. Giá trị lớn nhất của con này, độ rộng con này bằng 5 đúng không? Ngon rồi. X mũ 4 này, bây giờ kem ước ước lượng luôn, kem bây giờ kem học nhiều rồi, kem phải ước lượng nhá, được chưa? Chứ đừng có lấy cuối chữ đầu chia 40 nữa, hiểu chưa? Vào nhá, bắt đầu âm 2 kết thúc bằng 3, bước nhảy 0,25 được nhá, 0,25 có tràn đâu, không tràn đúng không? Giá trị nhỏ nhất em ơi, bao nhiêu nhỉ? Hình như là 12. 12, đây nó toàn 12 phẩy mấy em ơi? 12,7739. 12 phẩy mấy đúng không? Ok không? Rồi, tóm lại nó ra là 12 phẩy bảy mấy đúng không? Sao đáp lại cho mở. Là giá trị m min ấy, min nhé. Được chưa? À. Em check kỹ đi, em check lại đi trên cái vùng từ âm 1 này. Từ âm 1 cho đến 0 giúp anh nhá, bấm AC một lần này bằng nhá. Bắt đầu là âm 1 kết thúc bằng 0 này, bước nhảy là 0,1 em bấm bằng đi. Em cho bước là 0,25, 0,125 rồi. Rồi. Thì nó ra là 12,75. 12,75. Anh thử bấm đáp đi. 12,75 là được rồi nhá, được chưa? 12,75 em ơi, nhá. Ok không? Thì bây giờ em bấm là 12,75 là ăn luôn này, được chưa? Em bấm này, 12,75 bấm bằng này, 51 phần 4, được chưa? 51 phần 4 đáp án là ya nhá. Ui. Ok. Được chưa? Ok. Giá trị lớn nhất của con này à?
Cái này 01 thì cái vùng này cũng khá ngon này, đúng không? Nên 08 luôn nhá. Phân số này AX bình phương cộng X cộng với 1 này, đúng không? Chia cho X cộng với 1 nhé, bấm bằng này. Bắt đầu không kết thúc bằng một bước nhảy 0,1 cho đẹp nhé mọi người. Bấm bằng này. Giá trị lớn nhất nha mọi người nha. 2 luôn đúng không? Cần 2, à đâu? 2, 2, 2. Hai hai Ok, hai 2 nhá, lớn nhất bằng 2. Rồi, câu tiếp theo này, giá trị lớn nhất của con này nhá. Rồi, con này là con gì đây? chị nhất nữa À, nhỏ nhất à? Ok, sorry, sorry, lỗi kỹ thuật. 3x đúng không? 3x cộng với lại gì đây? 4 đúng không? 4 chia cho x bình phương, đúng chưa? Rồi, bấm bằng nhá. Bắt đầu là không, kết thúc bằng 10 nhá. Lần đầu tiên bước nhảy là 0.25 đi. Nhá, 0.25 cho có tràn không? Không tràn luôn. Check xem nhỏ nhất là bao nhiêu nhá. Nhỏ nhất là tầm khoảng 6 phẩy mấy đúng không? 6,2 đúng không? 6,2407 thì nó rơi vào 1,5 đúng không? Em bắt đầu em bấm bằng một lần nữa này, bấm AC một lần nhá. Bấm bằng này. Bắt đầu là một kết thúc bằng hai bước nhảy là 0,1 giúp anh, được chưa? Check kỹ nhá. Bắt đầu một kết thúc hai bước nhảy 0,1 bấm bằng luôn này. Được chưa? Em xem này, nó giảm về thấp nhất là bao nhiêu? 6,4, 6,24. 6,24 em ơi. 6. Để em bấm đáp cho. Ok. Ý B và ý C loại đi nhá. B và C loại luôn, bây giờ chỉ còn hai ý còn lại thôi. 2 cộng 1 3 cộng 9 bấm như thế này. Và ý A 3 căn bậc 3 của 9 bao nhiêu? 6,24025. Ok rồi, thế chơi luôn ý A đi. Nào, lấy màu lớn trừ màu bé nào. Mắc là 20 là... À đâu, mắc là... 3 trừ đi, âm 2. Chết. Chuẩn chưa? Rồi. Rồi. À, con này nhá, min max thì đối với hàm bậc 1 trên bậc 1 thì min max rơi vào đầu đoạn cuối đoạn đúng không? Xong rồi. Được. Ok, nào, cái con này đưa về như sau luôn. Hẹn luôn. Xích số luôn. Thôi, con này bấm phân số này luôn cho nên này. X chơi cho 1 cộng x. Cộng với x đúng không? À, thôi, cứ bấm 1 cộng m cho cả nhà dễ hiểu nhá. 1 cộng m này, chia cho 1 cộng 1. Đúng chưa? Cộng với, cái này là gì? 2 cộng đúng không? 2 cộng m này, đúng chưa? Trên cho 2 cộng 1, đúng chưa? Đúng không? Và con này nó yêu cầu phải bằng bao nhiêu? 16,5. Đúng không? 16,3. Ship xô đúng không? Vâng, ý đờ. 5 à? Ok. M bằng 5 nhá. Được chưa? Uy tín nhá. M bằng 5. Đáp án là ý đờ nhá mọi người nhá. Được chưa? Đó. Min max một con đầu đoạn một con cuối đoạn nhá. Đổi vai trò không ảnh hưởng. Đúng không? Ok. Ừ. Gọi S là tập hợp các giá trị của tham số M. Sao sao? Trời ơi, cái con của nợ này. Nhìn tôi đã thấy mệt người rồi. Cái này làm nào nhỉ? Ui. Nào, con này làm nào? Lô đáp phải chạy động với con này. Giá trị lớn nhất của hàm số thì nó không hai bằng ba. Hàm bậc ba. Ừ, đây nhá. Thôi con này làm bằng sơ đồ cũng được cho nhanh nhá, được không? Thì con này em vào cho em trong mô 8 trước đi. Em vào trong bên mô 8 em nhập cho anh cái hàm là x mũ 3 trừ 3x trước nha. X mũ 3 này. Được chưa? Trừ cho 3x trước nha. Được chưa? X mũ 3 à, rồi chạy. Cái chị chứ. Không còn chị đâu. Bắt đầu là 0 này. Kết thúc bằng 2 bước nhảy là 0,4 giúp anh nha. Bấm bằng này. Nó chạy từ 0 nha. 0. Nó tụt về đến âm 2 tại 1 âm nha. Âm 2 xong rồi lại tăng đến ừ, đây là x nha. 2. Đây là x bình này. Trừ cho 3x nha. Thì tại 0 thì nó là 0 đúng không? Tại 1 nó về âm 2 có đúng không? Vâng. Ok em xem tiếp nó tăng. Tại 2 thì nó tại 2. 2 lên 2 luôn à? Vâng. Ok rồi cảm ơn em nha. 2 trở lên 2 nha cả nhà. Đúng không? Rồi thế thì thực chất cái con lõi của con y ấy, cộng m cộng m cộng m. Ừ đúng rồi. Thì chúng ta là 2 cộng m bằng 3 m bằng trừ 1. cộng m. Rồi ok đây nha. Cái này thì vâng. Cái này thì mình viết là cộng m được luôn nhỉ, mình viết ra. Cộng m được m vào kia luôn thì thì 2 cộng m bằng 3 m bằng 1. Viết cộng m vào luôn à. Viết viết cộng m vào có nên không nhỉ? Nó là chị. Chị thì nó vẫn đối xử lên thì nó vẫn là hai thôi. Mình cứ viết cộng m cũng được. Ok, thế thì anh cũng viết cộng m đi. Em viết cộng m vào cũng được. Đây, em viết cộng m vào nhá, được chưa? Rồi, bây giờ nghe anh bảo này. Em sẽ sử dụng cái đường cắt ngang, đúng không? Em sử dụng cái đường cắt ngang là cái đường đường số 0 để em cắt ngang để em đánh lộn lên, đúng không?
Vâng. Chuẩn chưa? Ok đấy nhá, em dùng cái đường cắt ngang này thì thực ra là anh chả biết nó cắt vào đâu cả nhá, có thể nó cắt vào bên trên đúng không? Chuẩn chưa? Có thể nó cắt vào đây này, có thể nó cắt vào đây, nó cắt vào đây, tóm lại là cắt vào đâu cũng được nhá, đúng chưa? Tóm lại nó cắt vào đâu đó ạ nhá, ok không? Đấy, thế nhưng mà khi mà nó cắt như vậy ấy, thì lúc này mình chỉ có mắc nhá. Mắc của mình ấy nhá thì nó chỉ là bằng gì? Nó chỉ là bằng Hai cộng m. nó bằng là trị tuyệt đối của m này. Đúng không? Nó bằng là trị tuyệt đối của trừ 2 cộng m này. Đúng không? Hoặc là trị tuyệt đối của 2 cộng m. Được chưa em? Đó, và cái này nó bằng 3. Chuẩn không? Ừ, quen không? Ừ, đấy, thì lúc này mình bắt đầu mình xét nhá. Trường 1 là nếu mà trị của m nó bằng 3 nhá. Đúng không? Thì như vậy là mình sẽ có là M bằng cộng trừ 3. m bằng 3 hoặc là m bằng âm 3 này. Đúng chưa? Nếu mà trị tuyệt đối của âm 2 cộng với m nhá. Cái này bằng 3 đúng không? Thì như vậy là m bằng mấy? M bằng âm 1 hoặc là m bằng 5. Đúng chưa? Trường hợp cuối cùng là 2 cộng với m nhá, mà cái này bằng 3 này. Đúng không? Thì m nó bằng 1, đúng chưa? Hoặc là m nó bằng trừ 5. bằng trừ 5, đúng không? Những trường hợp nào có thể loại luôn nhá. Bởi vì mắc là nó lấy làm một trong ba con này nhá, nên là chúng ta có thể khẳng định là cái trường hợp này loại này, trường hợp này cũng loại luôn các bạn. Được chưa? Hai trường hợp này loại luôn nhá. Ơ là như nào? 2 cộng 3 bằng 5, cái này mắc cũng loại luôn. Ơi. Sẽ loại như thế nhỉ? Quên mất rồi. Đây nhá, bây giờ em nhìn này. Ví dụ m nhỏ bằng 3 đúng không? M Vâng. nhỏ bằng 3 em thay vào con cuối đi thì 2 cộng 3 bằng mấy? Năm. Bằng 5, thế thì trị đối của 5 thì đã thắng 3 chưa? Rồi. Ừ đấy, như vậy con lấy loại đúng không? Nếu mà bằng âm 3 thì con này có phải cũng loại Có. không? Ok, và anh khẳng định luôn là chắc chắn sẽ có hai con đạt là con này và con này em ạ nhé. Bởi vì mấy cái bài này nó toàn đạt tại hai con thôi, chọn đáp án B nhé. Check thử Ok. nó xem, em check thử đi, em check thử đi. Nếu mà bằng âm 1 nhá thì con đầu tiên là bằng 1 này, con thứ hai là bằng 3 này, con cuối cùng là bằng 1 này, đúng chưa? Như vậy nó Vâng. bằng 3 đúng không? Nếu mà bằng 1 thì con đầu tiên bằng 1, con thứ hai bằng âm 1 thì lấy lên là bằng 1 nhá. Đúng không? Con cuối bằng bằng 3, lấy chưa? Đúng Ok. không? Đấy nhá, nhớ nhớ kinh nghiệm anh dặn nhá. Mấy cái bài này ấy, nó mà đặt mắc nó chỉ đặt tại hai con thôi, nhớ luôn nhá. Ừ, Vâng. ok, đây là 31. Ngoài 31 nó là ý này nhá. Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận đứng này? Ôi quá dễ luôn. Ý cuối đúng chưa? Nào con tiếp theo, con này có mấy tiệm cận thì con này bậc tử bé hơn bậc mẫu, chắc chắn có y bằng không là ngang luôn. Được chưa? Còn đứng là chỉ có x bằng âm. X bằng âm 2. Ừ vậy là có hai thôi 2. nhá. Ok. Tổng số tiệm cận đứng và ngang của con này à? Đứng và ngang của con này là Một bao nhiêu? đứng à đâu? Một ngang. Ừ, nào bây giờ tôi cứ check luôn cho nhanh này. Nào căn bậc 2 của x cộng Một trừ ngang 2 hay đứng? trừ cho 3 này. Trên cho x bình này, đúng không? Cộng với x nha. Ok chưa? Ừ, bây giờ căn này, con này căn tại âm vô cùng thì hơi vô nghĩa bởi vì âm vô cùng nó sẽ làm lỗi căn đúng không? Đây nhá, âm vô cùng lỗi này, không ăn thua. Dương vô cùng luôn này. Dương vô cùng nha. Dương vô cùng nó ra mũ âm 10 là coi như bằng 0 nhá. Như vậy là con này có một ngang là y bằng 0. Một ngang y bằng 0. Bây giờ check đứng nhá. Check đứng thì check tại cái chỗ mẫu rồi thôi này. Check tại âm 1 trước nha. Âm 1 cộng trước này. Âm 1 cộng nha. Âm 1 cộng bằng dương vô cùng này, như vậy là âm 1 cộng được này. Check luôn tại 0 nhá. 0 cộng này. 0 cộng này. 0 cộng xịt này, 0 trừ luôn này. Ủa thì sao không không được nhỉ? Không trừ không được bởi vì nó là liên hợp của tử đấy em ơi nhá. Em nhân liên hợp con tử lên thì nó sẽ bị triệt tiêu nghiệm mẫu em ạ. Em nhân liên hợp lên có phải nó chính là bằng x cộng 9 trừ 9 không? Thì nó chính là bằng x đúng không? Vậy kế nghiệm x có phải triệt tiêu không? Wow, Ok chưa? Đấy nha, như vậy thì con này nó sẽ có là một một ngang là y bằng một 0 ngang này. một đứng Ừ, một ngang y đúng bằng không? Y bằng 0, không một đứng nhá, tổng là bằng 2 nhá, ý B. Uy tín chưa? vâng ok Ok. Câu 35 nha. Con này thì có một ngang là y bằng 2 nhá, một ngang y bằng 2 này và một đứng là x bằng 0. Đúng không? Chọn là ý cuối. Được chưa? Uy tín chưa? Một ngang một đứng, đúng không? Một ngang là y bằng 2, đúng không? Đúng chưa? Tiệm cận đứng là x bằng 0. Ok, nào câu tiếp theo. Câu 36. Ui rồi ôi, tìm m để cho con này có hai tiệm cận ngang à? M hai tiệm cận ngang á. Hai tiệm cận ngang thì con này lấy m lớn không là có hai ngang luôn. vâng Đúng không? mua bằng không không thỏa mãn Nếu đúng rồi, nếu mà m bằng 0 nhá, nếu mà bằng 0 thì không thỏa mãn bởi vì nếu mà bằng 0 thì cái hàm của mình trở thành là y bằng x cộng 1, con này không có tiệm cận nhá. vâng Ok, nếu mà m mà nhỏ hơn 0, nhỏ hơn 0 ấy thì lúc này
Nếu m mà nhỏ hơn 0 thì cái hàm này của mình nó trở thành là 1, Công thì nghiệp. mình cứ hiểu là một, ví dụ như là m bằng âm 1 đi nhá. Âm 1 đi. Ví dụ m bằng âm 1 thì cái hàm của mình ở cái mẫu ấy nó trở thành là căn bậc 2 của trừ x bình cộng 1, hay nói khác là 1 trừ x bình, đúng không? Thì con đấy Nên âm. không thể nào mà tiến tới âm một số vô cùng được. Chuẩn chưa? Ủa đúng không? Ví dụ m bằng âm 1 nhá, thì cái mẫu của mình có phải nó chính là 1 trừ x bình không? Đúng Có. chưa? Thì con này nhá, x không thể nào mà tiến tới âm một số vô cùng được, vì lúc đấy nó sẽ làm lỗi căn, đúng không? Nó sẽ làm lỗi căn, hiểu vấn đề không? Như vậy là bây giờ chỉ còn cái trường hợp m lớn không thì m lớn không ăn luôn. Đúng không? M lớn hơn không thì nó sẽ có hai tiệm cận ngang, đó là gì? Đó là 1 trên căn m Trên và căn 1 bằng trên trừ căn m nữa, đúng không? Chuẩn chưa? Còn đúng không? Vì con này bậc tử bằng bậc mẫu mà, đúng không? vâng. Đúng không? Con này bậc tử bậc 1, bậc mẫu cũng bậc 1, chuẩn chưa? Thì nó là nghiệm luôn. Tiệm cận ngang là mình lấy hệ số của tử chia hệ số của mẫu ấy, bình an. Vâng, Mà nhưng khi mà y bằng nó là gì? là Bằng 1 trên trên nhá, căn m nhân với x bình phương cộng với một con hỏi chấm, đúng không? Con hỏi chấm ấy không quan tâm, chuẩn chưa? vâng. Và đây là x thôi. Khai căn ra thì nó chỉ là x thôi, đúng không em? Vâng. Ừ, đúng không? Đấy, thì bây giờ em nhìn thấy chưa? Con này nó sẽ chỉ có hai tiệm cận ngang, một nó là gì thôi? Thực ra nó là cái này mà khi mà em khai căn ra ấy, nó phải là cái này nó phải là trị x nhá, sorry em, cái này là Ít trị x. chứ. Ừ, đấy, đúng không? Thì khi mà x nó tiến tới âm hoặc là dương vô cùng, đúng không? Thì Ừ, thì nó cái quyết con định trị x. dấu dấu của căn mà Ừ, thì nó là đây này. Ví dụ khi x mà tiến tới dương vô cùng, đúng không? Nhá. thì là căn Thì mà nó là 1 trên căn m, đúng không? Còn nếu mà âm vô cùng thì nó là trừ 1 trên căn m, đúng chưa? Ok. Đấy. Con này phế rồi. 37 này lỗi đen nhá. 38 nào, con này đuôi cao này. Gạch bậc 4, gạch 4 nhá, đuôi cao này nhá. Ok. Tiếp tục. Con này bậc 4 gạch đệm. Ba gạch hết, đúng không? Đuôi Ý cao, B. B luôn, đúng chưa? Nhận dạng đồ thị đúng không? 40. Tiệm quần. Ừ, thôi con này nhìn này, điểm cắt là âm 1 này, thấy không? Đáp án B luôn nhá. Khỏi cần nghĩ. Sao nhanh thế? Trời ơi, anh đã dặn chúng mày bao nhiêu lần rồi, muốn đọc nhanh cái hàm bậc 1 trên bậc 1 ấy thì chúng mày chỉ cần tìm giao điểm với OX. Tìm giao điểm OX nó chính là âm 1 thì nó chính là nghiệm của tử số, nhớ chưa? Đó, cái này không pha ke được nhá. Âm một, Ừ, đúng rồi, âm 1 chính là nghiệm của tử số ấy. Đấy, dùng cái này thì không bao giờ bị pha ke đâu nhá. Được chưa? Đỡ phải trách nhiệm cận nhá. Câu 41 này. Rồi. Con này là chỉ đối loại mấy đây? loại Loại 2, đúng chưa? Con này chỉ đối loại 2 nhá, thì phải làm thế nào? Bỏ đối hết cái xứng này đi. lên. Đúng chưa? Đấy, sau đó là lộn cái này sang thì nó trông như thế này, đúng không? Như vậy chắc chắn là hình 1 nha. Có đúng không? Có đúng không đấy? Đấy nhá, bỏ hết cái phần bên trái đi đúng không? Sau đó lấy đối xứng sang đúng không? Lấy đối xứng Vâng. phần bên phải qua phần bên tay trái đấy, anh vẽ nó hơi xấu một tí nhé, để mọi người có thể tạm tạm thời nhìn, đúng không? Chuẩn chưa? Tiếp nhá. Nào. Hàm này nghịch biến trên đoạn có độ dài bằng 2. Được chưa? Ok. Thế thì thôi chắc chắn là thôi cứ xương xương thì gạch cho anh ý B và ý D đi luôn đi, đúng không? Được chưa? Bây giờ chỉ có m bằng 0 với m bằng 2 thôi nhé, chắc chắn luôn. Mấy cái con lớn hơn bé hơn này thì cũng không ăn đâu nhá. Được chưa? Không có ăn nhá. Đấy, bởi vì là m bằng 2 nó là giá trị cố định các bạn nhá. M bằng 2 là giá trị cố định. À anh sẽ nói là nghịch biến trên đoạn có độ dài bằng 2 nó là một giá trị cố định đúng không? Đã là giá trị cố định thì chắc chắn luôn là m nó phải ra số cố định rồi, không thể có lớn hơn bé hơn nhé. Chỉ có là m bằng 0 hoặc m bằng 2 thôi nhé. Bây giờ mình vào trong mod 9 2 3 check cho nhanh các bạn nhé. 1 3 này. M bằng 0 nhá thì nhập hai con 0 luôn. Bằng nhá. Đại là âm 2. Tiểu tiểu là bằng 0. Ok, như vậy là m bằng 0 đạt các bạn. M bằng 0 đạt rồi, đúng không? Đúng chưa? Từ âm 2 sang 0 là độ dài bằng 2 rồi, đáp án à từ từ. Nhưng mà cái này có nghịch không nhỉ? Nghịch không? À, nghịch rồi, bởi vì hệ số cao nhất dương mà. Hệ số cao nhất dương thì chắc chắn nó sẽ đi như thế này đúng không? Chuẩn chưa? Rồi. Ok, như vậy là nghịch biến, đúng rồi, nghịch biến trên cái vùng này rồi chắc chắn. Ý A này đúng luôn. Trích thử m bằng 2 kiểu gì xịt nhá, thử luôn. Đây, m bằng 2 nhá. 1 này, 3 nhá. 2 2 này. 4 5. Đấy, thấy không? Số xấu mù luôn, đúng chưa? Xấu như chưa từng được xấu ngay. Đấy. Rồi, con này à.
cắt tại hai điểm phân biệt à? Ủi, cắt tại hai điểm phân biệt thì khả năng là con này cô lập sang đi nhỉ? Yeah. Ok không? Vâng. Con này cô Phương lập trình sang huyền xong. độ giao điểm. Ừ, cô lập sang xong bắt đầu lấy phương trình huyền độ giao điểm xong cô lập đi nhỉ? Yeah, hợp lý không? Sau dùng Vâng. nốt 8 chạy là có khi ăn, đúng không? Ừ. Nốt nha, nốt 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 nốt. Hơi cả đuôi. Nào con này mình có này 2x gì cộng với 1 nha, đúng không? Trên cho x trừ 1 này bằng cho anh là gì đây? M nhân x cộng 2 này. Cộng 2 nữa, đúng không? Nha. Bỏ qua điều kiện các em ơi, bỏ qua điều kiện luôn nha. Như vậy mình có m bằng luôn này. 2x cộng 1 này trên cho x trừ 1 này trừ 2 này được bao nhiêu chia cho x cộng 2 đúng không? Chuẩn chưa các em? Chọn Ok rồi, mình vào menu 8 chạy luôn con này nha. Menu 8 này chạy luôn nhé. Bỏ qua hết điều kiện đi. Rồi, bao nhiêu đây? 2x này cộng với 1 này. Dưới mẫu là x trừ 1 này. Trừ cho 2 này, đóng ngoặc tròn này, chia này. Chia đâu ta? Chia. Rồi, bỏ ngoặc tròn luôn, x cộng 2 này. Đóng ngoặc tròn bằng nha. Bắt đầu âm 10 kết thúc bằng 10, bước nhảy là 0,5 giúp anh, check cho nhanh. Bằng luôn. Mình xem con này đi nào nhá. Ui nó đi từ ui sao cơ bé thế nhỉ? xỉ không à. Ừ, khả năng thế rồi. Bé thế đi từ 0,034 nhá, tăng dần đúng không? Rồi, tăng xong rồi đến 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 hai chữ hai là lỗi. đến chữ hai lỗi luôn này. Chữ hai lỗi luôn. Rồi như vậy đó, Đến nó cứ giao nhật coi như từ 0 đi đúng không? một lại lỗi. Đến 1,7 đúng không? Vâng. Đến 1,7 này. Rồi, lỗi tại vị trí âm 2 đúng không? Lỗi tại âm 2 này. Sau đó nó đi từ âm 2,4 Âm nhá. 2,4 tăng lên đến âm 1, chu kỳ 3. Ok, như vậy nó chính là âm 4/3 đấy. Đấy, Ừ. còn 4/3 là ăn rồi này, đúng không? Đi từ âm 2,4 nhá. Nó tăng lên đến âm 4/3 đúng không? Anh vẽ sai cao độ, anh vẽ lại đi, không lại lại phải vẽ cái mới ấy. Ừ, không không cái này nhầm được. Thì tí tí tao phát hiện sao. Nó giảm Xong vào rồi đây. nó lại giảm về âm 2/4, xong lại lỗi tại Âm 2,4 này đúng không? Rồi sau đó nó lại lỗi tiếp đúng không? Lỗi tại 1 đúng không? Ok, lỗi tại 1 này. xong rồi Ừ. từ 1,7 Tụt. Tụt về 0 mà. từ 1,7 tụt về xấp xỉ không. Ừ, 1,7 tụt về 0 đúng không? Rồi. Con này nhìn được cái con này đây này. Bây giờ tôi cho cái này xuống dưới. Người giỏi ơi. Đấy, thấy chưa? Ừ, chứ không phải cái gì. Công nhận uy tín ạ. Đấy, bây giờ cần hai điểm mà thì một là cắt hẳn bên trên, Lớn không nhỏ hai hơn. là cắt vào đây, đúng chưa? Như vậy là Chả có ý nào. lớn hơn hẳn không, lớn hẳn không hoặc là nhỏ hơn âm 4/3, đáp án là id. À cái kia là nó tiến tới âm vô cùng luôn. Thì Ok. con âm 2,4 này nó chỉ, thực ra là không có cái quả 1,7 này đâu nha, trên đời này làm gì có cái 1,7 này, chính là dương vô cùng nha. Con này nó cũng là dương vô cùng, còn con này nó chính là âm vô cùng, đây là âm vô cùng đúng chưa? Ok. Ừ. Đấy, rồi 4,3 xong chưa? Ui giời, Rồi. ngon quá ngon quá, con này ngon quá. Tiếp 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 ý này đúng không? Ừ. Câu 4,4 nào. Quái dạ, con này là fx bằng 3/2 đúng không? 3/2 là một một rưỡi, một rưỡi là cắt vào đây đúng Vâng. không? Ok, bốn nghiệm đúng chưa? Chọn. Rưỡi cắt đây bốn nghiệm. 45 f của chữ x cộng 1 à? F của chữ x cộng 1 nha. Nào đầu tiên này, ôi giời, con này đơn giản lắm. Đây, bọn em xem anh con này đơn giản đi mà. Đây nha. Đầu tiên ấy thì em lấy cho anh cái số 0 để làm trục đối xứng trước đã, được chưa? Cái số 0 nó nằm ở đâu ấy nhỉ? Đây, số 0 nó nằm ở đây đúng không? Chờ chưa? Ba. Yeah. Được chưa? Đấy, có đúng không như này không nha? Chờ không? Đúng. Ừ. Thì bây giờ nhá, anh sẽ kem hình dung này, anh bỏ qua cộng 1 đấy nha. Được chưa? Anh bỏ qua cộng 1 đấy nha. Đấy, thì đầu tiên là anh sẽ vẽ cái con là F tác động vào đây này, Y bằng F này, tác động vào chữ X trước đã. Được chưa? F tác động vào chữ X trước. Thì con này nó là chuyển đối loại 2. Nhà chuyển đổi hai là lấy đối xứng phần bên tay phải qua phần bên tay trái các em ạ nha. Thì vậy là các em có cái số 0 nằm đây này, anh vẽ nó đứt nha. Đấy, nó đang đi từ đây này. Nó đi xuống đến âm 2 này, đúng chưa? Sau đó nó lên 2 này. Nó tụt về đến dương vô cùng này, đúng không? Con này Đúng, xong rồi con này cho đường con này lỗi lỗi cách lỗi đề cách rồi, con này chiều nó một lại ở là bên âm dưới là 1, 2, 3 lỗ lỗ. Con này lỗi đề nha. Hơi lỗi một tí nhưng mà 6 cộng trị sao chấp nhận nhá.
Con này đổi đề tí nha anh em, được chưa? Cái này nó phải là dương vô cùng, cái này nó phải là âm vô cùng mới đúng này, đúng chưa? Đấy, thế bây giờ anh em chịu đối lại, hai anh em lấy đối xứng sang, cái chỗ này nó là trừ 2 này, lên 2 này, tụt về âm vô cùng này, đúng chưa anh em? Chuẩn chưa anh em ơi? Có đúng không? Hả? Bây giờ anh em cộng 1 đúng không? Anh em cộng 1 ấy là đưa đồ thị sang bên tay nào? Đưa đồ thị sang bên tay trái một đơn vị anh em nhá. Cộng 1 là đưa sang tay trái một đơn vị nhá. Anh em mình đúng không? Thì bây giờ này, cái đồ thị này nó chỉ qua bên phải hoặc qua bên trái anh em hiểu không ạ? Chạy qua phải hoặc chạy qua trái thì số cực trị không thay đổi, số nghiệm cũng không thay đổi luôn nha, được chưa? Như vậy con này có 1 2 3 4 5 nhá, đáp án là 5 nhá, được chưa ạ? 5 con ý B. Anh em nhớ nhá. Anh em cộng 1 hay anh em trừ 1 hay anh em làm gì đi chăng nữa ấy thì là cái đồ thị này của mình ấy là nó chỉ có chạy qua trái chạy qua phải thôi. Được chưa ạ? Chạy qua trái chạy qua phải thì không bao giờ nó thay đổi số lượng cực trị và số lượng nghiệm được. Nha anh em nhá. Cộng 1 là chạy qua trái một đơn vị, được chưa ạ? Cộng 1 là chạy qua trái một đơn vị, anh em hiểu không? Được chưa? Chạy qua trái tự đưa cả cái đồ thị này qua bên trái một đơn vị nhá, một đơn vị, một đơn vị, được chưa ạ? Như vậy thì số cực trị không đổi. Ok không anh em? Được chưa? Ok không đấy? Ok. Ok em. Đấy, đấy là câu 45 em nhá. Ok. Rồi bữa sau cày tiếp anh em nhé. Được chưa? Bữa sau cày Ok. tiếp. Bữa sau ta phải kiếm cái nào chất lượng hơn mình ăn ạ. Đấy, à đây rồi có tí Để chất nữa lượng này. ngon lên như nào. Hả? Mấy câu cuối này logai căng phết. Dễ Hiệu thế quả này. Càng cái gì nhá. Dễ lắm. Bữa sau anh chữa luôn, rồi giải bắn luôn. Cái này đơn giản các em ạ. Không có gì phải sợ đâu nhá. Anh nhìn anh thấy nó dễ rồi. Ok không? Ồ, thế trong phòng này Ok. còn những ai đây? Xem này có mấy người học nào? Ui, quý hóa quá. Trang còi này, bật mic này. Huyền này, Hải Dương, An này. Hôm nay có mấy người đây thôi à? Ừ, thế không sao, anh cũng thấy thế là ok rồi. Rồi cảm ơn mọi người đã join vào cái phòng này. chúng ta còn 4 tuần nữa mà ạ, 3 4 tuần nữa thi nhá, 3 4 tuần nữa thi. Đấy. Cứ ăn chơi thôi nhá. Rồi. Thôi nghỉ ngơi đi anh em. Cuối tháng 12 thì